Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn claim 1.000 top 1 triệu top cần có kèo là MFC nha các bạn, chạy trên nền tảng BNB Smart Chain. Thì để được claim con này thì các bạn copy cái phần link web là Mochan nè các bạn, Valencia Europe nè các bạn. Thì các bạn copy phần link này hoặc là có thể join vào kênh Telegram mình, các bạn copy các bạn. Sau khi các bạn copy xong thì các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra nè các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần phải có một khoản khuyến là của khoảng 0.001, có khoảng 0.2, 0.3 đô các bạn. 0.3 đô BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn bấm nhầm một tab nè. Các bạn dán cái đường link các bạn copy vào nha các bạn. Rồi các bạn chọn gỡ nè. Sau khi các bạn chọn gỡ thì các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Đây video này mình sẽ hướng dẫn nói nhiều lần lắm mà các bạn chọn để nhiều bạn để chọn mạng ETH không mà không có xem cái video kỹ của mình chứ. Mình đã nói rõ cho các bạn, hiện tại con này nó trong chương trình bán hàng free sale rồi bạn. Thì min mua là tối thiểu là 0.01 BNB, khoảng là 10 tỷ MFC nè. Còn 10 max là 10 BNB các bạn, khoảng 100 triệu token MFC, con số này khá là lớn. Thì bạn nào muốn mua thì bấm vào buy mua tất các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn claim free thì các bạn bấm vào một claim nè các bạn. Claim 1 triệu 1.000 token các bạn. 1.000 đây là 1 triệu. Bấm vào claim airdrop nè các bạn. Các bạn chạy chưa? Tất cả các bạn cần phải tốn là 0.00056 BNB, khoảng 0.3 đô à. Các bạn chấp thuận nha các bạn. Khá là rẻ luôn các bạn. Không được một ly nước nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào một chấp thuận các bạn, vì lý do các bạn mà nhắn tin mình nên nó máy nó bị đứng máy các bạn, lỗi giao dịch thì chết và làm lại các bạn ơi. 0.025 phía ra nó càng ngày càng hạ người ta giảm các bạn, bạn chống dịch chấp thuận nữa các bạn. Rồi như vậy là mình đã claim thành công rồi các bạn. Để mình qua bên đây chết mẹ, 0.09 BNB thôi các bạn, chờ mình chút xíu nha các bạn. Sau khi các bạn giao dịch thành công thì mình có để phần link con chắc của nó, các bạn copy con chắc của nó các bạn. Thì các bạn trở về trình diện ký chocolate của tất cả các bạn nè. Các bạn chọn vào ba giao dịch cùng nè, các bạn chọn vào một tìm kiếm nè các bạn, bạn dán vào nè các bạn. Rồi các bạn mở lên, mở ra Mochan mình đã nhận được bao nhiêu các bạn. À mình đã nhận được 2 triệu token MFC nè bạn. Tuy vậy mình giao dịch 2 lần luôn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim token MFC đến đây cũng kết thúc nè bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.